bác Quảng Bình bác ấy bảo thế nào rồi? Sáng nay anh nghe một điện thoại đến từ Quảng Bình. À. Ừ, cái anh mua con màu xanh. Ừ. Biển ba, à cái con biển 34 hay biển 36 đấy đúng không? 36 màu xanh. Ừ. Xe đẹp đấy chứ. Ừ. Xe đẹp mà. Đấy bác ấy bảo lại bán lại nhưng mà chưa hiểu lý do. Thì nó cũng hơi buồn. Bác ấy bảo là bác ấy mua được xe tốt rồi nhưng về không tìm được chân hàng. Nhưng mà từ hôm đấy giờ mà cứ để không thôi. Hai bố con hôm đấy vất vả. Hai bố con vất vả đi ra tận nơi mua xe. Đấy, mua được xong bây giờ mua xe thì xe tốt rồi. Bác bảo cũng chê xe một tí nào cả. Thế nhưng về bây giờ công việc không có, không hàng mà chở, chúng nó giờ chở được mỗi chuyến. Thế anh lại gọi là có khả năng anh lại phát lại cho mình. Để anh đi làm công việc, đi làm thuê. Thế thì... đấy, thế thì không nghe nó có buồn không? Chưa xác định rõ được cái nhu cầu của em ạ. Đi vay đi mượn đầu tư. Hôm đấy tôi bảo là hàng nhà nhưng mà hàng nhà thì cả tháng được một chuyến thì ta đi thuê còn hơn. Thế đấy chắc. Anh bảo thế hàng nhà bây giờ nhưng cả tháng mới được một chuyến đấy. Khổ thay đấy, không xác định, chưa xác định rõ được cái ấy đấy. Câu chuyện muôn thuở, câu chuyện là cứ thế, lúc đấy là thích lên là đi vay mua cái xe đẹp về đấy, xong đến bây giờ không chạy được. Thế bây giờ tiền lãi giả. Bây giờ mua vào, bây giờ biết mua nào. Thôi bảo bác thả bác bán ở trong đấy. Bây giờ một mình vào trong đấy lại chi, một là mình vào trong đấy chi phí mà đánh ra đánh vào thì cộng vào thì thả bác bán cho, một là bán ở trong đấy cho người cần. Còn không thì nếu mà bác không ấy, bác để cho mình thì mình để xem ghép một chuyến xe nào vào mình lấy cho bác cũng được. Chưa nhận được anh ơi, vào đấy luôn rồi chưa nhận được, em khác còn giao cho anh nhé, em không giữ anh ở lại làm cái gì cả nhưng em chưa nhận được nhé. Thế thế mới khó, nên là anh chị em hãy xác định cái nhu cầu của mình trước khi mua xe để nó đỡ phải gặp những cái tình huống như thế. Thực sự chúng em là người bán thì chúng em cũng không mong là mua lại được những chiếc xe mà em vừa bán ra. Thật ra như thế thì nó rất chi là buồn, một câu chuyện buồn. Vì các bác cũng đã rất tin tưởng chúng em đến với chúng em thì chúng em cũng rất chi là cảm ơn. Nhưng mà đến với chúng em rồi lại để lại gặp lại chúng em một ngày gần quá thì chúng em thế là nghĩa là phải gặp trong cái trạng thái nó sướng cơ. Ừ, giống như là cái đây cả. Ông anh hôm trước này là lấy con K3000 để chở sắt vụn này. Ừ, lần thứ tư mua đấy, lần đầu tiên nhá ông mua K2007 nhá, sau sáng hôm sau bán lại luôn, chịu lỗ 10 triệu nhưng vui như Tết. Tại vì sao? Tại vì ông lên hẳn 500B đúng lúc đấy phải đóng tiền vào để có chân đấy. Ông ấy chạy khoảng nửa năm bằng say ra cả bao nhiêu con xe rồi. Xong về ông ấy mẹ mới làm thêm cái mấy con xe nhỏ ấy chứ. Đấy thì người ta xác định được cái hướng của người ta. Nghĩa là cái chi nó gọi là chi phí cơ hội. Bác này bác ấy lại không xác định được. Thế vất vả quá. Khổ. Nghe thấy nhìn thấy mà thương nhá. Đúng là nhìn thấy ba vợ hai bố con mang đấy mà thương. Thực ra 10 triệu đối với mình thì nó ngày nào mình cũng tiếp cận thì nó đơn giản, nhưng mà đối với nhiều người nông dân nó cũng là một số tiền nó quá lớn. Nào cả đời chứ chắc nó được. Nào cả năm ấy chứ. Mỗi năm ở mỗi tháng nó rôi ra khoảng tầm 2 triệu 3 triệu là ấy rồi. Là ok rồi. Thế làm vài triệu trong nhưng... hái được mớ rau đi bán rồi hái được. Mình làm kinh tế thì khó lắm. Khổ thân. Quá khổ. Tối. Bây giờ mà để thế cũng không được. Anh ấy bảo bây giờ để cả ngày sáng ra nhìn thấy cái xe, như tối vào nhìn cái xe nó cũng tức mắt. Rồi tiền để một chỗ. Tiền để một chỗ xong rồi hàng xóm người ta lại nói. Mày nha, mày hôm đấy tư vấn được con Kia mua xe tàu thì rơi khổ. Xe tàu bây giờ không biết như nào. Cứ đi một vòng đấy nhỉ, hay là vào luôn. Đây để bà gửi cái giường cho bác ấy. Phát cho ông anh. Ờ, đóng cửa rồi. Ngày hôm nay ấy rồi. Hôm nay thứ 6 à? Thứ 6 đi đóng cửa sớm đấy nhỉ. Thế thôi tí về chỗ nhà mình gửi cũng được. Định gửi cái giường cho ông anh ở Hà Nội. Đi một vòng lên cho mày làm test con xe này luôn em. Ừ, test em này luôn. Thôi chuyện buồn rồi sẽ cũng qua đi. Đây là cũng là một cái bài học, không chỉ cho bác chủ mà là một bài học để chia sẻ.
sẻ với tất cả anh em, trước khi đi mua xe chúng ta phải trả lời cái câu hỏi là tại sao chúng ta phải mua xe để làm gì, sau mới tính đến là mua xe như thế nào, và cái lý do lớn nhất là mua xe, tại sao chúng ta mua xe nhá. Đấy, công việc gì, đấy, xác định công việc, xác định cái tầm tài chính thì chúng ta mới mua, chứ không thể biến tự nhiên xe nó trở thành cửa. Xe đáng nhẽ nó trở thành công cụ kiếm ra tiền, bây giờ nó trở thành gánh nặng của mình thì không nên mua xe làm gì cả. Thì lại tiếp tục với lại một video review trải nghiệm trên chiếc xe Kia K2700 mà đội ngũ anh em đặt xe tải vừa mới lấy về. Đây là chiếc đời 2013. Đời 2013 thì cũng là đời áp chót của dòng xe Kia K2007 rồi. Thêm một đời nữa là 2014 thì có lẽ là đời cuối cùng. Sau khi đó thì nó sẽ lên là K125 đủ tải. Thì cái dòng K125 đủ tải thì nó hơn được cái thùng dài và đủ tấn 25. Còn K2007 như thế này thì vào những cái năm đấy thì nó chỉ được tầm 1 tấn, 1 tấn mốt. Thế thôi, 1 tấn thôi. Thường nó được 1 tấn hoặc là 900, có chỗ nó hạ tải xuống còn 930kg để vào phố. Đấy. Thì đặc điểm của cái dòng xe này đó là chạy thụt nhún. Chạy thụt nhún rất là êm ái, nhẹ nhàng. Để mà chở hàng đâu đó tầm tấn hơn tấn thì nó quá tuyệt vời. Đi, nếu mà đi những cái đường trường như thế này thì không có gì phải chê cả. Còn đâu là nếu mà chở hàng nặng hơn, khỏe hơn thì chúng ta phải lựa chọn những cái dòng xe thiết kế đằng trước hệ thống treo là bằng nhíp như K3000 chẳng hạn. Đấy. Thì anh em thường thấy những cái dòng xe này là để chở nội thất này, không đạp đám cưới này, rồi chở hàng chợ, hoa quả các thứ. Thì đó là những cái led à? Điều hòa ngoài đúng không? Điều hòa ngoài nhưng mà vẫn rất sơn chim. Em có cảm nhận lái chiếc xe này nhé. Em ngồi bên cạnh em có cảm nhận nhé. Con này nó không như những con khác. Những con khác thì đầu nó có hiện tượng cám dỗ. Con này anh cứ thấy đầu nó cao cao. Cái này là nó tức là nó không bị chìm như những con xe khác. Nên là cái thụt của nó không, nó vẫn còn tốt. Nó vẫn còn tốt. Đấy, nó không bị trở nặng nhiều. Còn những chiếc xe mà nó khai thác nó quá nhiều thì nó sẽ chui xuống. Đầu nó cứ chui xuống. Đấy, anh đi con này hôm nay là anh thấy đầu nó ngóc lên. Giá ai biết vì sao không? Đấy. Con này giá nó không phải là rẻ ạ. Đời nó không phải là thấp. Con này là thuộc cái hàng đẹp. Bắt vào nó đã cao rồi. Con này đầu vào mua vào nó cao rồi. Cao 2013 mua bằng giá 2014. Thế ngồi cứ như ngồi cao 190 như thế. Đây đây anh xem tất cả nhựa đó nhá. Đây chủ còn bóc lại mấy cái tượng ghét thật. Các bác sau bán xe đừng bóc lại tượng nhá. Em bán xe còn cao thì được nhưng mà đừng bóc tượng, mới bóc ấy. Đăng kiểm đến tháng 12 luôn mà. Đăng kiểm đến tháng 12 luôn. Dài miên man. Đấy. Miên man luôn. Đấy, hôm nay là anh em mình sẽ đến thăm bác Phương đồ gỗ. Trên đường review đến trên đường này là đến thăm được. Chúng ta đang đi đường Đại Từ đúng không? Đúng rồi. Thử luôn đèo dốc luôn. Đúng rồi. Cũng đã làm rất là nhiều dòng xe, test xe, đặc biệt là dòng K3000. Chứ chưa clip nào mình test em K2007 đường nó đèo dốc một tí để xem cái khả năng cái hệ thống lái của nó trơn tru hay không, thì ngày hôm nay làm luôn. Để đến với Thái Nguyên, đến với đất chè, người ta bảo chè Thái gái tuyên, nhưng tuy nhiên đến với Thái Nguyên các bác muốn gái đẹp có luôn. Gái Thái Nguyên xinh lắm. Đấy. Vì sinh em mới lỡ ở Thái Nguyên đấy. Chứ không là em bây giờ em đang ở một phương trời khác rồi. Sinh khéo lắm. Rất êm ái. Rất êm ái. Chúng ta cũng cảm nhận được rất êm ái những chiếc xe này. Cảm giác như chúng ta đang chạy một chiếc xe con. Và đang như chạy một chiếc xe con. Chúng ta đang đi trên chiếc xe cam 2700 màu trắng. Nếu mà so thì nó còn êm hơn bán tải. So nếu một cái độ thụt nhún nào anh đã từng chạy bán tải rồi thì anh cảm thấy là nó êm hơn con bán tải. Trước chạy răng gơ hay chạy gì? Anh chạy răng gơ. Vua bán tải mà không thể êm bằng K2007. Hôm nay được cái trời nắng sướng nhỉ? Nhìn là lâu lắm rồi mới thấy anh nắng. Lâu lắm rồi mới thấy anh nắng đây. Như nổi tiền đây. Em ơi,
nhận được tiền chưa anh? Ok. Vâng, để xuống anh Phương anh về. Điều chỉnh nhá, quay gọi đấy ạ. Đấy, là chúng ta sẽ là như thế. Bắt đầu đấy. Kéo, đánh ra để review cái ngoại thất cho các bác xem. Đây, em sẽ dỗ lại một chỗ nào đó. Review ngoại thất của xe này. Các bác xem. Đây là nơi tụ họp của các anh tài. Hôm nay em đổi địa điểm. Chờ phong thủy. Đổi gió, đổi gió. Chờ phong thủy. Đấy, đằng này. Ôi dồi ôi, mùi dạng ngoài lóng thế. Trước mắt quý vị và các bạn là một mẫu xe Kia K2700. Kia K2700. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu như chiếc xe này ba đờ sốc nó đã sơn rồi, nhưng nó vẫn còn những cái vằn vằn này. Đó là ba đờ sốc nguyên bản. Thêm nữa là đèn, pha đèn sáng vào trong, đèn zin, tâm đèn ở trong, ở giữa, đèn nguyên bản. Xe không đi đêm nhiều. Và ngay cả màu sơn, zin, sơn ti vẫn giữ được nét tươi mới. Có lẽ chẳng cần phải luồn tay vào đây thì cũng không thấy được những cái vết gọi là mọt mẹt đâu. Sàn sóng này. Đấy, anh em có thể nhìn sàn sóng này. Sàn sóng vẫn là sàn sóng nguyên bản, không võng. Máy, cầm máy đi. Đây. Ở vùng đất Lào Cai thì có tránh khỏi đất đỏ. Nhưng anh em có thể thấy ra máy này, đặc điểm chung của dòng K2007 là ra máy lốc máy là nó màu đỏ. Và tất cả bơm cao áp này, phần bơm cao áp, những phần sơn bảo hành của nhà máy vẫn còn nguyên. Giống sơn bảo hành của nhà máy vẫn còn nguyên. Và cái ánh xe này chưa hề ủ dầu nhá. Những cái ánh vàng này, bảy màu nó vẫn còn nguyên ở bơm cao áp. Điều hòa tuy là điều hòa ngoài nhưng test rồi đấy, mát lạnh luôn. Đó. Và là đời cuối 2013. Cho nên là cơ bản thì cũng chỉ biết tả như vậy thôi. Quan trọng là cái công việc của chúng ta xác định rõ ràng như thế nào thì chúng ta sẽ biến chiếc xe này từ tiêu sản trở thành tài sản cho chúng ta, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta. Cái bộ ghế này là em đi bàn giao cho bác ở Hà Nội rồi, chứ không phải của em này bạn. Chiếc ghế này là từ của con K140. Đấy. Em sẽ đóng vào. Rồi, ok, chắc chắn rồi. Nhớ mà đóng cửa thùng các bác nhá. Không đóng cửa thùng thì đi rất là nguy hiểm đấy. Thì nếu các bác nào mà đang cần tư vấn về dòng xe K2007 thì hãy cứ alo cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình. Chụp ảnh đi anh, chụp ảnh luôn, chụp lại ảnh đi. Em sẽ tư vấn là hoàn tất. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video clip của em ngày hôm nay. Xin chúc tất cả các bác là luôn tự mình, tự tin chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đa Xe Tải vào ngày mai.